Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh chia sẻ công nghệ của mình. Trong cái video hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cách có thể là khắc phục được cái lỗi là điện thoại của chúng ta bị mất sóng nhé. Chúng ta không thể nào mà nghe được cuộc gọi hay là có thể là gọi được đi đâu đó, chúng ta không thể nào nghe gọi được điện thoại đó. Đây các bạn để ý là hai cái cột sóng của chúng ta nó có cái vòng tròn và dấu gạch này, nó không nhận sóng nhé. Ở đây thì máy này mình cũng đã tháo ra và mình đã lắp hết những cái đường anten đầy đủ rồi nhé, nhưng mà nó vẫn bị cái lỗi này. Thì bây giờ mình sẽ thử khắc phục bằng cách là chúng ta sẽ reset lại cài đặt để coi xem nó có được hay không nhá. Với cái cách này thì chúng ta cũng sẽ không bị ảnh hưởng đến dữ liệu nhá. Đó, nếu mà sau khi mà mình reset cài đặt mà không được thì mình mới làm cái phương án là reset lại toàn bộ phần mềm của máy điện thoại này nhá. Ok, bây giờ thì mình sẽ đi vào reset cài đặt nhá. Đây các bạn sẽ vào cài đặt cho mình này. Ở trong đây mình cũng cho các bạn coi cái thông tin con điện thoại này nhá. Đây là con Galaxy A8 Star này, đó. Rồi mình sẽ vào cái mục là quản lý chung này. Đó, các bạn để ý nhá. Trong cài đặt này, chúng ta kéo và tìm cái mục là quản lý chung này. Mình sẽ chọn vào này. Rồi các bạn sẽ chọn cho mình vào là đặt lại này. Rồi bây giờ các bạn sẽ chọn cho mình cái tùy chọn đầu tiên này là xóa các cài đặt nhé. Đó thì nó sẽ khôi phục tất cả cài đặt về cái trạng thái là mặc định. Mình sẽ bấm vào này. Đây các bạn để ý là chúng ta thực hiện cái điều này thì nó sẽ không ảnh hưởng gì đến cài đặt bảo mật này, cài đặt ngôn ngữ hay là tài khoản hay là dữ liệu cá nhân của chúng ta cũng còn nguyên nhé. Tất cả những cái phần mềm mà chúng ta đã cài đặt thì cũng vẫn còn nguyên. Mình sẽ chọn vào là xóa các cài đặt này. Rồi mình sẽ vẽ cái mật khẩu của mình vào nhé. Rồi mình sẽ bấm vào là đặt lại này. Đây các bạn để ý là nó đang khởi động lại thiết bị nhé, để khôi phục cài đặt này. Đó, nó khởi động lại. Ok, các bạn để ý là điện thoại của mình cũng đã khởi động lên. Đây, và các bạn chờ một chút nhé, xem ở đây sóng thì nó vẫn chưa nhận này. Ok, các bạn để ý ở đây là mình cũng đã chờ một tẹo rồi nhé, nhưng mà cái sóng của nó vẫn không có này. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành, mình sẽ reset hết phần mềm cho nó. Và cái quá trình này thì nó sẽ mất tất cả dữ liệu ở trên máy nhé. Nên các bạn nào mà có dữ liệu gì quan trọng, ví dụ như là ảnh này và danh bạ, thì các bạn nên copy ra máy tính trước nhé. Các bạn nào mà chưa biết cách copy ảnh và danh bạ ra máy tính, sau đó là các bạn có thể là sau khi mà các bạn reset phần mềm xong thì các bạn có thể là copy trở lại điện thoại nhé. Các bạn nào mà không biết cách thì mình sẽ để cái link video ở dưới phần mô tả để cho bạn coi cái cách để chúng ta có thể là copy danh bạ và ảnh ra máy tính, sau đó là có thể là copy trở lại điện thoại nhé. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành đi reset phần mềm cho nó này. Trước khi reset phần mềm thì các bạn nên vào cho mình là cài đặt này. Đó, các bạn sẽ tìm cho mình cái mục là tài khoản và sao lưu này. Các bạn sẽ chọn cho mình vào là tài khoản này. Rồi các bạn nên xóa cho mình cái tài khoản Google ở trên máy đi nhé. Đây các bạn sẽ chọn cho mình này. Các bạn chọn cho mình là xóa tài khoản đi này. Xóa tài khoản này. Đó, các bạn chọn OK cho mình này. Rồi các bạn sẽ vẽ cái mật khẩu mở khóa màn hình của các bạn vào nhé. Rồi bây giờ thì mình sẽ quay trở lại. Quay trở lại này. Các bạn tìm cho mình cái mục là đây, quản lý chung này. Rồi các bạn chọn cho mình là đặt lại này. Đó, bây giờ thì các bạn sẽ chọn cho mình vào cái mục là khôi phục cài đặt gốc nhé. Đó. Với cái mục này thì tất cả những cái dữ liệu ở trên điện thoại của chúng ta sẽ bị xóa hết. Rồi mình sẽ chọn là đặt lại này. Rồi mình sẽ vẽ chữ Z nhé. Các bạn chọn cho mình là xóa hết này. Các bạn để ý ở đây nó cần phải xác thực danh tính trong cái tài khoản Samsung nhé. Ở đây tài khoản Samsung thì mình không thể nào mà đăng nhập được lại, mà mình cũng quên mất cái mật khẩu tài khoản Samsung này rồi. Chính vì vậy mà bây giờ mình sẽ dùng cái phương pháp là dùng phím cứng nhé. Mình sẽ tắt nguồn đi này. Rồi bây giờ thì các bạn sẽ bấm cho mình 3 phím nhé. Đó là phím nguồn ở bên đây này, phím tăng âm lượng này, và cái phím trợ lý này nữa nhé. Đó, mình sẽ bấm 3 cái phím này. Nguồn này, tăng âm lượng và phím trợ lý này. Ok, như vậy là mình đã vào được cái chế độ Recovery Mode này rồi nhá. Đây các bạn để ý là con này nó đang chạy cái phiên bản Android là 10 chấm này. Bây giờ thì mình sẽ di chuyển xuống cái mục là Wide Data Factory Reset nhá, bằng cách là bấm phím giảm âm lượng này. Rồi mình sẽ chọn phím nguồn để xác nhận này. Tiếp tục chọn vào thiết lập lại dữ liệu ban đầu này. Rồi mình chọn phím nguồn này. Ok, bây giờ thì mình sẽ di chuyển xuống cái mục là Wide Cache Partition này. Rồi mình lại chọn phím nguồn để xác nhận này. Di chuyển vào Yes này và chọn phím nguồn này.
Bây giờ Việt Sáng nó đang ở Reboot System Now thì mình sẽ bấm phím nguồn để khởi động lại điện thoại nhé. Cái đoạn khởi động này thì mình cũng sẽ tua nhanh để đỡ mất thời gian chờ đợi của các bạn nhé. Ok, điện thoại của mình đã khởi động lên nhé. Và bây giờ thì mình sẽ bấm vào mũi tên này. Đó, mình cứ vào bên trong đi. Đây mình sẽ chọn là tôi đã đọc và đồng ý này. Chọn tiếp theo này. Rồi mình sẽ kết nối vào cái mạng wifi của nhà mình nhé. Rồi mình sẽ chọn là kết nối này. Rồi mình sẽ chọn là tiếp này. Ok, ở cái màn hình sao chép ứng dụng và dữ liệu này thì mình sẽ chọn là không sao chép nhé. Đó, các bạn để ý ở đây, trước đó nếu mà các bạn không vào trong tài khoản, xóa cái tài khoản Google ra thì ở đây các bạn sẽ bị dừng ở cái màn hình là xác minh tài khoản của bạn. Lúc đó nếu mà các bạn bị quên cái tài khoản Google mà trước đó các bạn nhập ở trên CH Play đấy thì các bạn sẽ không thể nào vào sử dụng được điện thoại nhé, mà bắt buộc chúng ta phải mất thời gian để xóa cái xác minh tài khoản Google đi. Ở đây thì mình đã xóa cái tài khoản Google ra trước khi mà mình reset phần mềm rồi. Chính vì vậy nó sẽ có tùy chọn là bỏ qua. Mình sẽ bấm vào là bỏ qua này. Rồi mình sẽ bấm vào là bỏ qua nhé. Rồi các dịch vụ của Google này mình sẽ chọn là chấp nhận này. Ở đây bảo vệ điện thoại thì mình sẽ cài đặt sau nhé. Mình sẽ chọn là bỏ qua này. Vẫn bỏ qua này. Rồi mình sẽ vuốt hết xuống dưới và chọn OK này. OK, mình sẽ bấm là tiếp theo này. Rồi mình sẽ chọn là bỏ qua này. Bỏ qua này. Mình sẽ chọn là hoàn tất này. Ok, như vậy là mình đã vào được cái màn hình chính của con điện thoại này rồi nhá. Bây giờ thì các bạn để ý là mình đã có hai cái vạch sóng này rồi. Như vậy là sim của mình nó đã nhận rồi nhá. Mình sẽ test thêm mà bây giờ thì mình sẽ gọi 900 để coi sao nhá. Mình sẽ vào là điện thoại này, mình sẽ gọi 900 này. Các bạn để ý này. Đó, các bạn để ý nè, sim 1 của mình đã hoạt động ok rồi nhá. Giờ mình thử gọi 900 vào sim 2 coi sao nhá. Đó, các bạn để ý, cái sim 2 của mình thì cũng đã hoạt động rồi. Đó, các bạn để ý là ban đầu của mình thì nó bị mất sóng này, nó chỉ có hai cái ô tròn và có cái dấu gạch ngang ở bên trong. Còn bây giờ thì của mình sóng đã đầy đủ rồi nhá. Và như vậy là cái video này mình đã chia sẻ với các bạn cách có thể khắc phục được cái lỗi điện thoại của chúng ta bị mất sóng, không nghe gọi được nhá. Và mình sẽ dừng cái video này tại đây. Nếu các bạn thấy video này của mình hay và hữu ích thì hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi những cái chia sẻ tiếp theo của mình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo của mình nhé.